Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Phước đi vô nhà yến để Phước mà cài tổ yến đó các bạn. Thì trong quá trình cài tổ yến thì Phước sẽ quay chút đỉnh cho các bạn xem nha. Trong đây cũng tối lắm, không quay được nhiều. Phước quay một khúc cho các bạn coi nè. Những cái tổ yến này mình có thể mình cài được nè. Nó già rồi, ở dưới đất nó cũng có cái xác yến nữa, cái xác mà cái trứng á. Hai các bạn. Thấy không? Bên này yến có nhiệt độ ẩm nhiều, nó không có bị khô. Tốt, yến cái này tốt. Là những con chim nó ấp tổ như vậy á, thì cái tổ nó mình không có được cài nha các bạn. Những con chim con, chim tơ nó ở trong cái tổ á. Các bạn thấy không? Thì mình không có được mà mình không được cài tổ nó ha. Khi nào nó nở rồi nó lớn lên nó bay đi mình mới cài tổ nó. Ở bên kia cũng có con nữa kìa. Đó ha. Mấy con mà nó đậu tổ như vậy mình không được cài nữa ha. Rồi các bạn ơi, trước khi mình vô mình hái tổ nó thì mình tắt lo để cho nó bay ra ngoài. Thì cái này cái phòng thuốc trong thì nó còn là một số yến nằm ở trong, nó còn bay ở trong đó các bạn. Đó, mình cho nó bay ra để mình đừng có chấn động nữa, rồi cho tự động nó bay ra thôi. Một số nó còn đeo trên tổ thì mình không biết làm sao. Thì mình rất là không vui khi mà một số các bạn đã bình luận nói cái nghề nuôi yến này nó tà ác lắm. Có gì đâu mà tà ác, mình cưng nó như trứng ngỗng vậy đó. Mấy con mà nó chưa nở, nó mới sinh sản rồi nó là mình đâu có được quyền mà mình cãi nó đâu các bạn, thấy không? Cái tổ này là hoàn toàn mình không cãi nữa, nó còn bu, nó còn bám cái tổ nó nè. Các bạn thấy không? Đó. Mình những cái tổ là như vậy nè. Nó nở rồi, ok. Thì mình mới được cãi nó thôi. Ha các bạn. Đó, cái ngày nuôi yến này đâu có ảnh hưởng gì đến mà con chim yến đâu. Mình giúp đỡ cho nó, mình tạo công cái nhà cửa cho nó ở, nó sinh sản và bày đàn cho nó càng đẻ sinh sản nhiều mình càng có yến nhiều. Chứ đâu có mà vậy bạn như những các bạn nói là ấy đâu, những người mà bình luận lên vớ vẩn đó là mấy người đó không có kiến thức về nuôi chim yến. Đó, bởi vì Phước cũng ít có quay về chim yến lắm. Tại vì mấy người bình luận không có hiểu biết, rồi mình chơi với mấy người không có kiến thức về nuôi yến, mình chơi làm gì nữa. Bởi vì ít có quay cái này đó. Thì ở Việt Nam mình cái dùng từ miền Trung trở về trong miền Tây á, là miền Nam, miền Trung trở về trong miền Nam là người ta nuôi yến nhiều lắm các bạn ơi. Chứ không phải như những lời mà những người mà đọc trong sách á, nói là cài tổ yến thì lúc ngày xưa đó, ở vùng Nha Trang, vùng Khánh Hòa đó, người ta cài tổ yến. Mà yến đảo các bạn, yến đảo mỗi khi mà ta leo lên trên cái vách đá để người ta mà cài tổ yến á, thì cái yến nó yến tự nhiên, thì người ta leo lên trên đó rất là cực khổ, thì cỡ nào người ta cũng cài hết, gặp tổ là cài thôi, không có là phân biệt cái tổ nào có trứng thì người ta lấy trứng. Còn các bạn ơi, Phước mới trong nhà yến ra nè các bạn ơi, thì ở trong nó tối quá, tổ không quay cho các bạn xem nhiều được. Thì đó các bạn, mình mới ra nè, các bạn thấy cỏ kiến nó lên chỗ này nè đó. Rồi bữa hổm đó có các bạn kia bình luận nói đừng có sát sanh, tại vì mấy con rắn á, các bạn biết không, nó vô trong nhà yến của mình á, mình đầu tư cả tỷ mấy mà nó vô trỏng nó tiêu diệt cái nhà yến mình, bạn có thể mất tiền không thôi các bạn biết không. Mình không giết nó thì mình nhiều khi mình đạp tới nó cắn mình nữa đó, cho nên các bạn cũng thông cảm cho Phước mình không muốn sát sanh cũng không được, vì công việc mình phải sát sanh thôi. Chứ không thôi nó vô trong nhà yến của mình á là nó phá nhà yến mình, là banh nhà yến mình luôn, nó cắn, nó ăn chim yến mình đó, nó nghe tiếng chim nó vô trỏng nó ăn chim đó, cho nên bắt buộc Phước phải giết mấy con rắn nó thôi. Thì có bạn mới bình luận vô là nói là Phước á, là đừng có sát sanh này kia, thì mình đâu có sát sanh đâu các bạn, thì cái đó là lực kêu bằng môi sinh, phải
tiêu diệt lẫn nhau thôi. Nếu mà mình không tiêu diệt nó thì nó sẽ tiêu diệt mình. Thì các bạn nghĩ coi làm sao ha. Đó, hôm nay thu hoạch cũng được mớ yến nè các bạn. Mới có một tuần thôi mệt quá rồi. Cuối cùng thấy mệt quá rồi. Thôi đi về thôi. Rồi ok, vậy đi ha các bạn. Đây đổ ra Phước cân thử coi được bao nhiêu. Rồi đây nè các bạn ơi, Phước mới cài có một tuần thôi. Một tuần thôi để Phước cân thử cái này nó được bao nhiêu trăm gram ha. Cái này thì học một ký thì nó không tới 1 ký rồi đó. Chắc cái này chắc có thể theo Phước đoán thì khoảng 600-700 gram. Mới có một tuần thôi, còn 3 tuần kia thì Phước mệt quá rồi. Ngày mình cài 1 tuần thôi các bạn ơi, mệt lắm. Đó, để Phước cân cài được nhiều ha các bạn. Ở đây nè các bạn ơi, có 397 gram thôi. Ý, 397 gram, như là 4, gần 400 gram. À, Phước trừ bì luôn cái thao rồi đó. Vậy là có 400 gram thôi các bạn. Một tuần 400 gram. 4 lần 4, 16, vậy là mình tính 4 lần 3 thôi. Vậy là các bạn, cái này được 1 ký, nếu mà cài hết được 1 ký. Trừ hao nó đi, có từng ít, có từng nhiều. Các bạn, đó, bây giờ mình cân, mình gửi lên Sài Gòn cho chị chị kia là 268 gram. Đó, coi như mình cân, mình gửi lên, mình gửi lên Sài Gòn. Không có mấy chị kia đặt 200 gram, 100 gram gì đó. Thì Phước bán lẻ, thì Phước bán 1 triệu 7, 100 gram các bạn ơi. Mình cân, mình gửi lên cho anh chị. Ừ, mình free tiền ship luôn. Tiền ship có mấy chục ngàn thôi, mình xin xái luôn, mình cho luôn. Rồi ok ha các bạn. Hello, Phước xin mến chào của chú anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi sáng này các bạn ơi. Buổi sáng Phước đi nhận đồ, xe nó giao từ thành phố, nó giao xuống đó các bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy cá lóc rồng không? Cá lồng rồng là cá lóc con đó các bạn. Rồi cá lóc con đó, nó ụp nhọt, nó ăn tim nè. Nó ăn, nó lên ăn đó. Cá con á, cái này cá con nha. Cá này nó sanh đẻ từ tự nhiên luôn, cá lóc nó đẻ tự nhiên. Cái đề mình nó có được mấy con cá lóc cho nên là tự động nó đẻ. Đẻ cá con như vậy nè, năm tới là cá nhiều lắm á. Cá này nếu mà mình dèo nó lại, mình xúc nó được, mình dèo nó lại. Mình nuôi ở trong cái mùng á thì nó ok các bạn. Đó. Hai lúa Kiên Giang này bây giờ hết với Canada này các bạn ơi. Đây gọi là hai lúa Kiên Giang này. Dặn lưới, mình kéo cái lưới này để mình mua cá mình thả nữa.
thôi vô mình ăn sáng các bạn ơi. Đây bầu nè, mình nương bầu nè. Bây giờ mình có thể sang cái chậu lớn được rồi đó. Hello các bạn ơi, thì mình có điện thoại lên trên cái công ty mà nước nè các bạn. Thì ảnh gọi Zalo, ảnh có hướng dẫn cho mình làm. Thì bây giờ ảnh kêu mình đổ mấy cái này vô. Cái này là cây cũ, cây mới thì ảnh đổ sẵn rồi. Ảnh đổ sẵn, ảnh gài nắp lại nè. Cái than đá gì giống như viên thuốc u bích ngày xưa mình chơi, mình đốt vậy đó. À, các bạn thấy không? Ở đây là một thứ rồi. Một thứ là hai thứ, ba thứ, bốn thứ, năm thứ, sáu thứ, bảy thứ, tám thứ. Trời ơi, tới tám lần. Tám thứ rồi các bạn ơi. Bây giờ tiến hành mình đổ cái này kế tiếp các bạn ơi. Tên nó là tên gì nữa ha. Hello, hello, Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là Phước tiến hành gắn cái cục lọc nè các bạn ơi. Cái cục lọc để xử lý cái nước của mình bị phèn quá nhiều luôn. Thì Phước mua cái cục lọc này ở trên là việc công ty Việt Thái của xử lý nước nè, của công ty Việt Thái các bạn. Đó, bây giờ Phước đang làm nè. Giờ để Phước làm cái tiến hành làm cái công đoạn này nó cũng hơi lâu cho nên Phước không có quay phim lại. Đó, thì bây giờ xử lý nước thì Phước cho nước. Phước sẽ cắt cái đường ống ở đây. Cho nước vô đây. Rồi nó đi qua mấy cái lọc này hết, ba cái lọc này. Rồi xong mới trở lại. Trở lại đây. Thì cái nước này là xử lý nước xài trong nhà mình nè. À. Thì Phước cho nước từ cái bình đó, nó đã lóng lóng phèn ở trên nó, cái nước nó bơm lên thì nó lên ống này. Thì nó lên cái bình chứa ở trên á. Cái bình chứa ở trên đó là nó giữ nước ở trên đó các bạn. Đó, cái bình trên nóc nhà đó, đó. Cái bình đó là khoảng 1000 lít hay 800 gì đó. Thì mình giữ nước ở đó rồi cho nước nó chảy xuống, mình xử lý qua cái lọc phèn này. Đó, rồi mình mới vô nhà trực tiếp mình xài luôn nha các bạn. Đó. Thì để coi quá trình nãy Phước làm xong rồi Phước qua kết quả coi nó như thế nào ha các bạn. Thì Phước mua hai cây này là 7,5 triệu, là công ty họ gửi xuống cho mình đầy đủ luôn. Đó, thì mình chỉ mua những cái phụ kiện này thôi. Mấy cái phụ kiện này với mấy cái van rồi này, cái này là có sẵn nè các bạn. Ba cái van ba ngã này có sẵn. Ba cái luôn, Phước mua ba cái luôn. Tại vì cái này là cái cũ của Phước. Có sẵn cái cũ. Thì đó, mình mua thêm mấy cái co nè. Co với thêm ống 34 để bắt đầu mình tiến hành mình làm ha các bạn. Giờ mình tiến hành mình làm thôi. Ok, công đoạn này thì Phước cũng không muốn quay phim tại vì nó hơi lâu quá. Chứ mình cũng là amateur, không phải là tay nghề chuyên nghiệp cho nên mình làm chắc hơi lâu à. Thì ok, để Phước làm thành công rồi Phước sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha. Các bạn ơi, thì Phước đang làm nửa chừng. Thì cái điều quan trọng này là Phước muốn gắn cái ống 90 nè các bạn. Để cho nó áp sức cho nó mạnh chút khi mà nó tải vô nhà mình á, cho nó mạnh lọc qua đây rồi xong nó ém vô cái ống 90 thì nó Phước thí nghiệm thử làm sao nha, để cho tăng cái áp sức cho nước nó mạnh hơn á các bạn. Cái ống này Phước cắt là một mét tám, chiều dài nó 1m8 thì nó nén cái ống 90 rồi xong nó mới ra ống 34 lại, ra đầu 34 nè, thì cho nước nó mạnh thêm khi mà nó vô nhà mình các bạn. Vậy ha các bạn.
Ok, trời nắng mệt quá. Hello cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ là Phước làm hồi sáng tới giờ cũng gần xong rồi các bạn ơi. Đây cũng gần xong rồi. Bây giờ Phước tiến hành những cái bước kế tiếp. Mình với cái này mình cũng không chuyên nghiệp lắm á các bạn. Rồi làm cái đồ mình thiếu mình chạy đi mua rồi này kia. Mất thời gian quá. Đó. Mình cũng chưa làm đâu chuyên nghiệp đâu các bạn, mình là coi như là làm thợ ống nước bất đắc dĩ nha. Ok, xong cái phần này rồi, bây giờ mình tiến hành bạn. Rồi các bạn biết Phước gắn cái này không, cái này là Phước tự nghĩ ra nè. Phước gắn cái này để khi nào mà nó lọc xong qua đây, cái nước trên bồn mình nó chảy xuống nó lọc qua cái lọc đó, qua cái lọc này ha, vô ba lọc ba cột luôn. Rồi xong khi mà nó qua đây thì Phước muốn gắn cái ống 90 này để cho nó có áp sức mạnh, để nó vô nhà mình nó mạnh hơn á các bạn. Đó, vô nhà nó mạnh hơn. Rồi bây giờ công đoạn bên này Phước sẽ tiến hành làm tiếp tục nha các bạn. Ok, gần xong rồi. Dán keo này vô nữa là xong rồi các bạn ơi. Phước này cũng dễ dàng quá. Bây giờ cứ xong rồi các bạn ơi, nước trong ống này nhiều quá, để nước vào đó. Rồi xong, ta đang đang bây giờ mình chờ tí nữa để cho keo nó ổn định đi rồi bắt đầu mình mới tiến hành xả nước ha các bạn. Bây giờ mình xả nước nha. Mình dẫn qua cái hệ thống mà đó các bạn ơi, nãy giờ nó ra nước phèn không mà trời ơi.
chung là ngon lành các bạn ơi, ngon lành. Thứ làm mà là nó không có ảnh hưởng đến xì nước gì hay là chảy nước gì hết đó. Ngon lành đó, các kiểu thấy ok đó ha. Đầu đó nó chảy ra nước cái nước như cà phê vậy đó đó, quá trời luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ tới cái cây cột thứ hai, mình chỉnh qua cái hệ thống mà backwash nè, là như xả ngược nè. Đó, xả ngược ha, để coi các bạn coi nè, nó ra cái phèn dữ lắm nha. Cái không thấy gì cho người ta. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ Phước xả ngược cái cục này ha, cái cục thứ nhì nè. Cái cục thứ nhì mình đang xả ngược nó nè, nó để chữ backwash nè, là xả ngược á, rửa ngược thì nó ra cái nước của nó nè các bạn. Đó, nó ra nước phèn mà cũng ít, không bằng cái cây đầu tiên. Cái cây đầu tiên bước xả ra trầu nó đang kịnh, nó màu như cà phê vậy đó. Cái nước mới này á thì vẫn phèn, nó vẫn có là độ phèn à, cho nên nó là nếu mà bữa hổm á Phước không có phan cây nước thì không mất 7 triệu. Phan cây nước sai lầm, nước nó lên yếu mà lại vẫn có phèn bình thường, đâu có khác gì cây cũ đâu. Mà cây cũ thì nước nó lên mạnh hơn nữa, mà vấn đề cây cũ nó hơi hôi hơn cây mới một chút thì thôi. Thì bây giờ Phước hai cây này giờ vẫn đều xài được luôn, thì kệ nó đi, để nó luôn đi, lỡ rồi mất 7 triệu rồi sao giờ. Đó, bây giờ mình xả cái này cho nó 10-15 phút nữa rồi mình mới xả ngược, xả xuôi, rồi sau đó mình mới qua cái thứ ba rồi mới xài được nha các bạn. Đó, buổi sáng này Phước ra đây Phước cho cá ăn nè, Phước làm cái cầu đơn giản vậy thôi. Đợi khi nào cá mình nhiều đi, chắc năm tới cá nhiều mình mới làm cái hồ thủy tạ này nha các bạn. Giờ chưa có cá chứ làm hồ thủy tạ cũng đâu có ai ra đây ngồi đâu. Đó, cá cho nó lớn mình nuôi thêm nữa, nuôi thêm nhiều nữa. Đây là đang làm cái dèo để mua cá con để thả vô đây, khi nào nó lớn mình cho nó ăn thức ăn nhỏ đó các bạn, riêng biệt trong đây để cho ăn thức ăn nhỏ, khi nào nó lớn cái mình mới thả ra ngoài. Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm qua Phước làm cái lọc nước này nè các bạn, thì quá trình này thì Phước thấy cũng ok á, làm cái này nó cũng tăng cái áp sức cho nước, nước cũng mạnh lắm á. Thì Phước dán keo cũng kỹ lưỡng lắm, không có chỗ nào mà xì hết trơn các bạn ơi, ngon lành. Ô thợ này lần đầu tiên làm mà cũng ok quá chứ. Đó, mình có mua cái này luôn, gắn khi nào mình tháo cái này ra để mình xử lý nước, xử lý thay đá rồi đó, mình mở ra ha. Hay chưa? Đó. Mà hay nhất là cái bình này nè, cái ống 90 nè. Mình cho nó tăng áp suất, nước vẫn mạnh như thường, nước vẫn như bình thường, không có gì mà thấp yếu hết trơn á. Nếu mà không có cái ống này chắc yếu à, nước yếu à. Rồi vậy nghe các bạn, nói chung là bây giờ á, cái lượng nước á, thì Phước xài Phước nghe có cái mùi than, chứ không còn nghe cái mùi sình, mùi than nữa, hết rồi các bạn ơi. Còn mùi than thôi, vài bữa nó chắc hết mùi than, nó là ngon lành đó. Ok, vậy nghe các bạn, thông báo cho các bạn biết là ok đó. Hello, cô chú anh chị và các bạn nha. Các bạn thấy Phước làm, tại sao Phước làm được ban đêm không vậy các bạn? Tại vì ban đêm nó mát các bạn ơi. Đó, bên đây là Phước vô chậu, vô chậu nó có bầu nè. Đó, vô được ít rồi, còn lại ít ngày mai làm tiếp nữa. Mình làm cái giờ tối này là nó mát các bạn ơi, Việt Nam mình nó nóng lắm, Phước chịu không có nổi. Phước chịu không nổi với cái vụ mãi này rồi.
nội với cái khí hậu này nó nóng quá. Buổi trưa buổi chiều rồi nó nóng quá, mặt trời nó gọi vô nè, nóng dễ sợ luôn, làm gì không nổi đâu á, chết luôn á. Không nổi gì hết, cho nên mình thủ làm ban đêm các bạn ơi. Bởi vì cái lý do Phước làm là có cái lý do hết à, mình không có làm ban ngày, mình làm ban đêm. Đó, bây giờ vô, bữa nay là vô chậu xong hết rồi đó. Rồi bây giờ mình cố nước. Trong bầu thôi các bạn, trong bầu trong tủ mình làm ban đêm cho nó mát. Ban đêm làm nó mát mà mồ hôi ra cũng ướt áo hết trơn nè, ướt hết trơn luôn. Ban ngày làm nó nóng quá chịu không nổi, tại vì Phước chưa không có quen cái khí hậu trời nóng này, không mà cái người Việt Nam mình chịu không nổi đó, Phước chịu Phước chịu không nổi đâu, trời nóng thì chịu không nổi đâu. Đó, mình vô cây trong rồi mình phải tưới nước nữa nha các bạn, tưới nước cho nó ngập nước lên hết một lần vậy đó, cho nó xả đất rồi luôn. Vô cũng nhiều cây lắm á, gì đó các bạn ơi. Mình làm như vậy đó ha. Ok, đã tưới nước xong rồi bắt đầu mình vô tắm rửa đi ăn cơm. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thời Phước đi du lịch về, bắt đầu mùa này cũng mùa mưa rồi các bạn ơi. Phước để cho Phước trồng cây. Phước trồng cây hồi tối qua thì Phước mà tranh thủ trồng băng buổi chiều á, tại vì buổi trưa là Phước ngủ trưa tới chiều rồi có khách nữa cho nên Phước không có làm được. Cho nên Phước tranh thủ làm ban đêm coi vậy làm chứ nó mát lắm các bạn ơi, rất là mát luôn đó. Thì Phước trồng những cái cây nào mình đó, ai cho cây gì trồng cây đó. Không, bây giờ là Phước đang ương bầu nè các bạn, bây giờ còn thiếu lại là 2-7 nữa, 7 chậu nữa, thì chút nữa Phước đi ra ngoài kia Phước lấy đất vô rồi Phước vô chậu Phước trồng, rồi trộn thêm mới cái phân dừa nè, sơ dừa đó các bạn. Sơ dừa là cái bao đỏ đỏ này nè, mình mua một bao 30.000 đó, vậy đó. Thì Phước muốn trồng một chậu này là rau găm, chậu rau gấp cá có rồi đó, trước đi bầu thì trong thời gian sau mai mốt các bạn coi ha, Phước sẽ làm một cái vàng ở đây đốn tre cầm làm cái vàng, mua lưới mình kéo không đầy đủ đồ nghề chơi đồ chơi hết trơn mà tại sao không trồng chứ. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Một số các bạn bình luận là Phước bây giờ là hai lúa miền Tây rồi chứ còn không còn mãi là Việt kiều Canada nữa, và chắc là đúng như vậy đó các bạn ơi. Phước thích trồng cây rồi nuôi cá rồi này kia, đây Phước về đây Phước ở là trở thành hai lúa luôn rồi. Hai lúa miệt vườn nha các bạn. Ok, giờ mình đi ra ngoài vườn để mình đào đất nha các bạn. Rồi các bạn ơi, giờ Phước đào mới đất phân nè, phân dữ lắm các bạn. Vô để mình trộn với sơ dừa mình trồng cây á các bạn. Rồi mình
Các bạn coi này, rau muống nè. Hết biết không? Mà bây giờ nó non dễ sợ luôn. Bà chị mình ở ngoài chợ vô đây hái ăn á các bạn. Thì đó, biết bao nhiêu cho cái này ăn hái biết chừng nào cho hết trời. Quá trời luôn, đâu có trồng đâu các bạn. Nó muốn đồng đó nha. Rồi các bạn ơi, Phước thì thích trồng cây thôi chứ làm cái này đâu có tiền có bạc gì đâu các bạn. Mình thích trồng thôi. Phước đào thêm một bao nữa rồi Phước đi vô các bạn ơi, nắng quá rồi. Chả mồ hôi đầy hết trơn. Ok các bạn ơi, cái bao này bao cuối cùng. Hai bao đủ rồi. Khi nào mình cần nữa mình ra mình đào tiếp các bạn ơi. Giờ này cũng 10 giờ mấy 11 giờ rồi. Ok, let's go. Mình mà không thích á, mình về đây sống không nổi đâu. Phải thích mới được. Thích trồng cây như Phước như nào phải mới về đây sống được. Đó, cái vườn của mình quá trời cỏ luôn các bạn ơi. Chết luôn à. Rồi ok vậy nha các bạn. Rồi đây nè các bạn ơi, đất nè, mình bây giờ mình đổ cái sữa dừa vô đây mình trộn. Hai thứ này mình trộn lại. Rồi mình trộn với cái đất kia nữa. Cái đất mình mới đào vô hai bao á các bạn. Đây nè. Đó để mình trồng cây. Nó rất là tốt luôn nha các bạn. Quê ở được nha. Còn thích trồng trọt ở quê làm gì? Ở Sài Gòn cứ gọi đi. Ừ. Thích trồng trọt thành nhiều quê nha các bạn. Tí lắm. Chứ nắng nồi để chịu không nổi đâu. Đó. Rồi các bạn ơi. Mình
gọt như vậy mình bỏ vô tủ lạnh đó các bạn. Dừa, chuối. Hello, Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì các bạn ơi, thì Phước làm nhà xong á, thì những cái sắt này nè các bạn còn dư lại nè các bạn, còn dư lại như vậy á, thì Phước đo khoảng 7, tổng cộng là hết khoảng 7 mét thì làm được một cái giá võng. Thì cái này là làm được hai cái giá võng này các bạn đó, coi như là cái sắt này á, là cái sắt này là 30-60 đó, bề bản của nó là 60, cái bề ngang này đó là 30 nha các bạn. Đó, mình lấy mấy cái này nó nhờ thằng cháu ở đằng này nó sẽ hàng cái võng cho mình, hàng giá võng thứ này nè các bạn, mới làm gọi cho mình cho Phước một cái nè đó, ngon lành cành đào nữa ha. Thì đó, rồi các bạn biết Phước chị Ba mua này tặng cho Phước nè, cái giải này có 35.000 thôi. Cái giải dây của cái võng này là có 35.000 thôi, còn mình cộng dây nữa như là 5.000 nữa là 40.000 á, trong đây 40.000 đó các bạn ơi. Đó, đang chưa mình ra đây mình làm rồi á, gió mát mát ha, khỏi phải lạnh ha các bạn. Đã rồi giờ cũng làm thêm cái võng nữa. Các bạn ơi, thì Phước mới nhận cái hàng này ở Lazada này. Coi nhận cái gì nha. Ok, khui hàng. Đây. Xong rồi đó các bạn ơi, Phước mua cái này để đốt cái này nè, cái ghế, cái nệm ngồi đó. Thì cái này tổng cộng là 262.000 nha các bạn, cũng rẻ nha các bạn. Thủ công khu ngồi đó mai cái này cũng lâu lắm á. Các bạn ơi, cái này im ngồi im đít lắm các bạn, ngon lành cành đào lắm ha. Đó, hồi Phước này cũng có mắt thẩm mỹ lắm, mua màu nào cũng đẹp hết trơn á. Cũng hay thì rất là hay á, làm được luôn các bạn ơi. Hello các bạn ơi, Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Phước quay hết toàn cảnh của cái ao và cái
cái ao nuôi cá đây nè các bạn. Thì bây giờ cái ao này á là chưa có cá nhiều, chưa có rảnh đó các bạn. Khi nào thợ bên anh Năm mình nó rảnh thì mình cho thợ qua bên đây làm. Tại mình muốn anh Năm của mình làm, ổng có nhiều cái ý kiến hay hơn các bạn ơi. Thì cái này ổng có thể ổng thiết kế làm cho mình đó là nó rẻ tiền hơn là những cái thợ khác ha. Anh Năm anh chỉ huy giống như ảnh thầu á, rồi mướn công nhân mình trả lương ngày thôi. Thì anh Năm ảnh thiết kế vừa siêu mỏng mà nhẹ nữa, vừa nhẹ mà ấy nữa các bạn, nhẹ nhàng mà lại rẻ tiền á các bạn. Ok, thì hãy đợi từ từ làm ha các bạn. Đó, bây giờ là cái khu vực này là có rảnh có đi xịt cỏ tiếp, cỏ cho nó chết chứ để mùa mưa này dữ lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, Phước xin kết thúc video tại đây. Các bạn thương Phước thì bấm cho Phước một like và chia sẻ video này nha các bạn, cho mọi người cùng xem ha. Và hãy nhớ là bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bật chuông thông báo nữa nếu mà bạn nào chưa đăng ký, thì cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ok, bye bye.